Quay trở lại kênh Hàn Tiếp nhé. Bên em mới về một chiếc cân của hãng Omron. Hãng này là hãng nổi tiếng về các thiết bị chăm sóc sức khỏe, ví dụ như cân này, đo huyết áp này, đo nhiệt kế nhiệt độ rồi đó. Con này là mã HBF2105, hào để bản, sử dụng pin 4 pin tiểu nhỏ. Qua màn hình hiển thị con này đặc biệt, nó là dòng thông minh hiển thị 7 chỉ số đo cơ thể chúng ta nhé. Có chế độ khách thì chị chỉ việc bấm này lên, nó hiển thị lên số kg. Không, sau đó mình đứng lên là nó sẽ tự động nó nhảy kg, ví dụ em là 58 kg hơn. Đó. Rồi là xong. Còn nếu chị muốn đo các cái số đo cân đo sức khỏe thì mình sẽ vào cái phần cài đặt. Cài đặt những cái người nào mà hay cân đo sức khỏe hàng ngày thì mình bấm vào đây. Ví dụ em cài đặt em sẵn là số 1 nhá. Thì em sẽ đứng lên đây và nó sẽ đo cái trọng lượng, sau đó thì nó sẽ đo các phần trăm cơ thể chúng ta. Tỷ lệ mỡ thừa này. Đây nhá, bắt đầu kg này, đây là tỷ lệ mỡ thừa, lượng mỡ cơ thể, đây là mỡ nội tạng này, đây là phần trăm cơ xương này. Cái này là cái gì nhỉ? 24 cái gì? Quên mất rồi. Kilo calo cần tiêu thụ trong ngày nhá. Chỉ số BMI là 21.5, là cũng là chỉ số bình thường, không có cao thấp quá. Đó, ở 19.5% tức là ở mức tiêu chuẩn nhá, lượng mỡ tiêu chuẩn. 38.5% là hơi cao. Đó, kilo calo như vậy nhá. Đó là đo phần trăm cơ thể nó là như vậy nhá. Cân xong anh chị có thể xuống cân, mình có thể mình xem lại các chỉ số nhá. Cái tỷ lệ phần trăm cơ xương của em này nó hơi cao gì đó. Em cũng chưa hiểu cái phần trăm cơ xương nó là cái gì nhá. Cái này là cái gì? Kilo calo cần tiêu thụ anh sẽ anh chị một ngày cố gắng tiêu thụ 1457 kilo calo này. Chỉ số BMI tức là giữa tỷ lệ giữa phần trăm tỷ lệ giữa chiều cao cân nặng nhé, nó gọi là chỉ số BMI 58.5 kg. Cái này nó sẽ cài đặt được cho khoảng 3 đến cho khoảng 4 người nhé, 4 người thường xuyên cân thì mình sẽ cài đặt này. Ví dụ em bấm lên này, đấy, nó cho 4 người và một người khách nữa, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và một người khách nhé. Người khách thì là nó sẽ để P là people 1 đó, thì anh chị có thể cài đặt về thông số của anh chị nó như nào thì mình cài đặt về như vậy nhé. Đây, ví dụ 55 này, 1985 này. Đấy, mình chuyển sang chế độ chỉnh sửa này. Đấy, nó hỏi ok hay không này. Rồi con cân này thì quá hiện đại, quá thông minh nhá. Mặt bằng kính cường lực rất dày luôn. Siêu dày, siêu đẹp. Mặt không có vết xước nào nhá. Mới keng luôn. Mọi hoạt động chạy ok hết, hãng Omron. Hàng nội địa Nhật, sử dụng một pin, 4 pin nhá. Dưới lắp này là pin này. Em đã thay pin mới cho anh chị về chỉ phải dùng thôi. Rồi, tắt đi anh chị nhấn nút này mới chỉ giữ nhá. Giữ khoảng 3 giây gì đó là nó off tắt này. Và con này sẽ bán cho anh chị giá là 1.450.000. Chuyển khoảng 100% em bao ship toàn quốc nhá. Anh chị có tâm liên hệ em, cảm ơn chị rất nhiều. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Chúng ta tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau.